Đây bà châu lấy thằng cái đi dẫn thôi tôi hay hết này. Bà châu đi kê bà nhau. Kê bà châu ta. Mình đã mình lái số hạ. À, nét cho bà cháy mạng mùi. Thôi bà lái nữa. Bây giờ mình chăm vẹn là mình kết thúc. Nó chọc có tí rai. Sẽ cho thêm hồ với bọn bộ nữa nhỉ. Càng là khó nên có chứ không. Tâm lên miền ở hộp tỏ đấy cái thọp bên nhau miền tây miền ấy người ta ôi lằng chui có không trần á tiệt đấy còn đặt tiếp cho nên dừng chèm hái cho dừng đặt chọc á dừng cho đặt ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà con chạm ở chật mắt dân đã sắp chết tại sao dân trong ở về chui. Hay nhầm phẩm lắc chụp mặt tăng tiện. Dân ở ban tận đây nhà bông này nên dân ở thờ ở dưới cái tổ khai. Dạ vậy, vậy trả cho. Ngồi đừng mà gọi nó ngồi đây ngồi đây ta chỉ mong không khâu với bọn con trẻ khác ngồi ngồi cái trời nóng sạch như mặt cát đấy chuyện này làm ngồi và lấy bài học đất chè muối nên lập chè cho bọn con và giúp bạn nó bằng chân này anh ấy dùng lấy vẹn đá để sao cho mình pin được bao lắm trai nhân ta đã bị chém, tôi bảo trai rồi. Còn bây giờ đã cho được một cái. Dân đã bày lập phía sân tụ tam chùm nòng chùm nổ chất bằng cố nè. Mơ bị chênh. Bị chênh. Cái này bị chênh bằng cố nè. Bước mây thầy lại bằng cháu. Chúng này nhé, tôi chọn ai riêng ai tôi nhầm hơi miền ở Nam Mai hết, miền Tiệt, Trà Vinh Tiệt. Đăng thắc là cường ai không?
này dùng đằng thợ đại thì người ta cái này có cái dùng vừa tốt làm rồi ta mở ruột chiết bạc dương cái chiết dương này là riêng trong suốt tầm lai kho đại tư mong tôi nói nghề